Mr. BTC xin chào quý vị và các bạn. Đã 70 năm trôi qua, lịch sử ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam mùng 9 tháng 1. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về ngày truyền thống của học sinh sinh viên Việt Nam. Đã 70 năm trôi qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam Vinh Quang và Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại, phong trào học sinh sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bực qua các thời kỳ lịch sử cách mạng là niềm tự hào của các thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc Nam Châu hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Và chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo đã cổ vũ học sinh, sinh viên nước ta thi đua học tập tốt, đề luyện tốt và tinh thần trung sức cùng cộng đồng. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 19 tháng 12 năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ nền Cộng hòa non trẻ. Trong những năm 1949-1950, phong trào đấu tranh của thanh niên, học sinh, sinh viên, các đô thị diễn ra liên tục, rầm rộ và đồng khắp, nhất là ở Sài Gòn, Gia Định. Ngày 9 tháng 1 năm 1950, Đoàn Thanh niên Cứu Quốc và Đoàn Học sinh, sinh viên Sài Gòn, Gia Định chợ lớn đã tổ chức vận động trên 10.000 nhân dân, trong đó có đông đảo nhất là học sinh sinh viên xuống đường. Trần Văn Ơn, người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của học sinh sinh viên, sau khi đã dũng cảm hứng chịu những xô đẩy và rùi cui để che chở cho các em học sinh nhỏ tuổi hơn, anh đã bị trúng đạn. Anh hy sinh vào lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 9 tháng 1 năm 1950 khi chưa tròn 19 tuổi. Thi thể anh Trần Văn Ơn được đưa về bệnh viện chợ rẫy được lực lượng học sinh cùng các y bác sĩ công nhân ở bệnh viện túc trực canh bảo vệ không cho bọn địch phi tang tin trần văn ơn mất đã ngay lập tức gây náo động trong giới học sinh sinh viên sài gòn trở thành tâm điểm và đồng loạt các tờ báo lớn của sài gòn đã đưa tin tại sài gòn thì ngày 19 tháng 1 năm 1950 đám tang của anh trần văn ơn đã biến thành cuộc biểu tình thị uy của trên 5 vạn người đứng trên các hè phố tiến đưa anh trước linh cứu anh là hương án có hai câu viết bằng máu của học sinh chết vì tổ quốc, chết mà vẫn sống, sống kiếp Việt gian, ô nhục muôn đời. Lễ tang anh Trần Văn Ơn cũng đã được cử hành trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hàng triệu lượt học sinh, sinh viên và đồng bào các giới đã đeo băng tang truy điệu với lòng thương tiếc và xuống đường tuần hành bày tỏ ý chí căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân pháp xâm lược và bè lũ tay sai. Trong số đó, điếu văn của đại biểu các học sinh, sinh viên có đoạn Chúng ta sẽ không bao giờ quên được ngày 9 tháng 1 ngày mà anh ơn và các bạn học sinh, sinh viên đã vui lòng đem xương máu, sinh mạng của mình đổi lấy tự do cho các bạn bị giam cầm. Tinh thần Trần Văn ơn bất diệt. Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn ơn và học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 hàng năm là ngày truyền thống của học sinh, sinh viên. Trải qua lịch sử, hơn 70 năm uh, xây dựng và phát triển, học sinh sinh viên chúng ta có quyền tự hào rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học sinh sinh viên Việt Nam luôn kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, được đảng và nhà nước dạy công bồi dưỡng. Với những đóng góp ấy, Hội sinh viên Việt Nam đã vinh dự được đảng và nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhất và đặc biệt là phần thưởng cao quý nhất của huân chương Hồ Chí Minh đã được đảng và nhà nước trao tặng cho tổ chức Hội sinh viên Việt Nam nhằm ghi nhận thành tích tổ chức vận động học sinh sinh viên thi đua phấn đấu, đền luyện, cống hiến phục vụ đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Thông qua các hoạt động của mình, học sinh sinh viên góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp học sinh sinh viên mới vừa hồng vừa tuyên, có kiến thức vững vàng, phong phú, có khả năng tiếp cận trí tuệ của thời đại, thiết tha với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có hoài bão lớn, lối sống đẹp, có sức mạnh truyền thống và bản sắc dân tộc, có trách nhiệm cao với cộng đồng, củng cố và phát huy tiền rộng rãi tổ chức sinh viên Việt Nam, tập hợp và đoàn kết đông đảo sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên đây là thông tin về ngày kỷ niệm mùng 9 tháng 1 ngày học sinh sinh viên Việt Nam. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.